Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Và hôm nay, chủ đề về đồng hồ, Kỳ Lân trân trọng giới thiệu chiếc đồng hồ Rolex chính hãng. Đây là clip Kỳ Lân review, nối tiếp clip trước là Kỳ Lân đã review đập hộp chiếc đồng hồ Rolex 116234 này. Chiếc đồng hồ thép màu trắng, mặt xà cừ, vành bezel chạy tia và được Kỳ Lân làm một cái vành vàng trắng đến kim cương. Và ở clip trước Kỳ Lân có review chiếc này mới vừa lấy về cho khách hàng. Và hôm nay clip này là Kỳ Lân đã hoàn thiện cái vòng bezel này. Đây là vành gốc. Và sau đó khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là anh muốn đồng hồ của anh trở nên đẳng cấp hơn, đẹp hơn và sang hơn nữa, mình sẽ làm cái vòng, cái vành bezel này. Thay vì bình thường là vành chải tia gốc như vậy thì bây giờ mình sẽ làm một cái vành là bằng vàng trắng và đính kim cương. Mình tuyển chọn những viên kim cương đẹp, tương đồng nhất, đều nhất. Chỉ cần mình tối ưu một chi tiết nhỏ như vậy thôi nhưng đem lại giá trị cho chiếc đồng hồ trở nên rất cao và rất đẹp, rất sang trọng và vô cùng đẳng cấp. Em tháo giùm anh chiếc đồng hồ để anh đeo vào thị phạm trên đây để qua màn ảnh video tất cả các khách có thể xem rất rõ và đẹp như thế nào. Một chiếc đồng hồ màu trắng, mặt xà cừ vô cùng đẹp và đeo kết hợp với chiếc nhẫn Kỳ Lân đang đeo vô cùng hài hòa và vô cùng hợp. Nếu như quý khách đang đeo những chiếc nhẫn màu vàng hồng, rose gold hoặc là màu vàng vàng, hoặc là đề mi hai màu trắng và vàng như vậy, hoặc là vàng hồng như vậy, thì có thể chọn những chiếc đồng hồ màu tương đồng, ví dụ như là rose gold hoặc là đề mi. Hoặc là chúng ta đang đeo những chiếc đồng hồ màu trắng hoặc là màu vàng như vậy rồi thì có thể đến với showroom của Kỳ Lân Luxury để chọn những mẫu chiếc nhẫn đeo cho phù hợp để tăng lên giá trị rất nhiều cho sản phẩm chúng ta đang sử dụng. Nhìn kim cương bề ngoài như vậy thì mình có thể là đối với những người có kinh nghiệm thì sẽ biết là đẹp hay xấu, nhưng mà chưa kinh nghiệm thì rất khó. Vì vậy mình sẽ cần đến những máy móc chuyên dụng để hỗ trợ, và Kỳ Lân sẽ đặt vào máy soi chuyên dụng của bên Kỳ Lân. Tất cả những viên này nằm trong lô kim cương đẹp nhất. Mình soi từng viên như thế này, coi kỹ từng viên một, thử có phải là những viên kim cương này nằm trong những lô kim cương đẹp nhất không, và sau đó có phải là tuyển chọn kỹ từng viên một, coi hộp có đẹp, có đồng nhất, có đều chưa, từng chéo cạnh có phải là chuẩn với nhau chưa, đồng đều hết từng viên một. Rồi bây giờ mình tiếp tục dùng tiếp những thiết bị khác và chúng ta sẽ thử từng viên một. Nếu như là kim cương thì cái bút này sẽ báo là diamond. Đó, chúng ta thử từng viên một. An tâm hơn nữa cho quý khách thì tất cả sản phẩm của Kỳ Lân đều sẽ đem đến những trung tâm được cấp phép giám định. Họ sẽ chứng nhận cho chúng ta bằng giấy để chúng ta an tâm. Và những trung tâm này là những trung tâm như là SGC, Doji, BNG v.v. Cho nên là chúng ta sẽ yên tâm tuyệt đối ở sản phẩm Kỳ Lân Luxury, bởi vì Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên tất cả những sản phẩm cao cấp nhất, đẳng cấp nhất. Hãy follow Kỳ Lân Luxury để theo dõi, để xem những video hay nhất, những sản phẩm mới nhất tại đây. Kỳ Lân Luxury, chuyên sản phẩm đẳng cấp chính hãng. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Kỳ Lân, hotline 0901 247 247. Sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.